Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Giuđa đi ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền nói: Bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được hiển vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được hiển vinh nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Đây Thầy ban cho các con giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua cũng dự một đám cưới, hôm nay cũng một đám cưới. Hai bài giảng của hai linh mục khác nhau, nhưng cũng đều nói về tình yêu. Vậy tôi hỏi quý ông bà, tình yêu có vĩnh cửu không? Tại sao có người nói nay yêu mai hết yêu? Nay cưới rất là hăm hở, vài bữa muốn ly dị. Vậy tình yêu có vĩnh cửu không? Câu trả lời là vì tình yêu là một hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì vĩnh cửu. Thánh Gioan nói Chúa là tình yêu, cho nên tình yêu chắc chắn vĩnh cửu. Chỉ có vấn đề yêu cách nào, yêu đối tượng gì. Tôi kể một đám cưới của thế kỷ này mà xảy ra năm ngoái ở California, ở cái vùng gọi là Palos Verdes. Chàng rể tên là Nick Vujicic, gốc người Tiệp Khắc hay Nam Tư, đẹp trai, thông minh. Cô vợ là Kanae Miyahara, một người Mỹ gốc Nhật, cho nên dòng máu lai nàng lại càng đẹp hơn, đã từng là hoa khôi trong trường. Anh Nick chuyên môn cầu nguyện. Từ thuở nhỏ anh đã vẫn cầu nguyện cho anh tìm được một người vợ mà yêu thương anh và anh yêu thương để cưới. Và anh nói nếu Chúa cho con có được người vợ, con chỉ muốn được ôm vợ con bằng cả trái tim của con. Và năm ngoái đúng ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu Valentine, đám cưới được diễn ra khá linh đình. Lời cầu nguyện của anh được Chúa chấp nhận. Người ta không nói rõ anh thuộc tôn giáo gì, nhưng anh có cầu nguyện và đám cưới diễn ra ở trong một cái chapel nguyện đường giống như Kitô giáo. Đó là đám cưới của thế kỷ, báo chí chụp bao nhiêu hình. Không phải vì cái cô đó đẹp, không phải vì chàng rể cũng đẹp trai, nhưng đó là sự kiện tuyệt vời nhất, là một thông điệp hy vọng có sức thuyết phục nhất của năm 2012 trên vấn đề tình yêu giữa vợ và chồng. Ngày đám cưới, chàng rể Nick nói nàng Kanae Miyahara là món quà Valentine đặc biệt nhất dành cho tôi mà Chúa ban cho tôi. Và mới đây, cặp vợ chồng đó hạnh phúc và đã được lên chức bố mẹ có đứa con. Tại sao người ta làm rùm beng câu chuyện này? Là bởi vì Nick Vujicic là người không có tay không có chân, sinh ra là như vậy. Cái người anh như cái gối ôm thì có cái đầu. Rất đáng thương. Ngày đám cưới anh phải ngồi lên một chiếc xe loại đặc biệt để cái đầu cao bằng cái đầu cô dâu.
Rồi báo chí cũng rình cái cảnh hai anh chị đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii. Anh ở bãi biển, lăn lăn ở dưới đất như là cái gối, nhưng cũng dùng cái vai và cái môi của mình chụp hình vợ, và chụp rất đẹp. Không tay, không chân. Người ta chụp bức hình cuối cùng, người nữ hộ sinh phải quàng cái khăn để rồi để đứa con ở trên ngực anh, để anh đi tới đi lui bằng chiếc xe của anh đó. Anh đâu bế được. Nhưng anh nói bây giờ người ta mới hiểu, con chỉ mong muốn được ôm vợ và con của con bằng cả trái tim, là vì anh ta không tay. Người ta khen là khen cả hai người, nhất là cái cô nhan sắc mỹ miều Kanae Miyahara. Người ta nói đây mới thật là cặp hôn nhân kỳ diệu, đây mới thật là tình yêu vĩnh cửu. Khi đã dám yêu thương, chấp nhận đối tượng của mình không điều kiện, và muốn cho cả hai đều được hạnh phúc. Đó là câu chuyện khá mới. Một câu chuyện trên 30 năm là câu chuyện của một người đàn ông bị cùi ở trại cùi Nam Phi, do ông giám đốc là Raoul Folero, giám đốc của hội bài phong trên thế giới. Các bác sĩ báo cáo nói cái ông già đó đã bị ở giai đoạn cuối cùng, thế nào cũng chết. Nhưng mà rồi bác sĩ Raoul Folero đi thanh tra bệnh viện đó, năm này, năm sau trở lại, ông già đó vẫn còn sống. Năm sau trở lại, ông cũng vẫn còn sống, mặc dầu tay chân ông nó cứ rụng từ từ đi. Một số y tá người địa phương thì nói ông già đó là phù thủy. Ngày nào ông cũng ra cái góc tường, ông chỉ xin người ta đẩy ông ra cái góc tường ở cuối vườn của bệnh viện, rồi ông dùng cây gậy của ông kẹp vào nách, ông khua vào tường. Ông làm cử chỉ ma quái mê tín. Thế rồi là một chút chừng nửa tiếng là ông xin vào. Bác sĩ Raoul Folero thắc mắc, rình xem đúng y. Khiêng ông ra, ông ngó quanh quẩn được chút là ông bắt đầu ông kẹp cái nách cây gậy và ông khua khua vào tường. Bác sĩ chạy vòng ra khỏi tường thì bắt gặp một người đàn bà châu Phi da đen, cũng hom hem, không bị cùi, nhưng mà cũng chẳng có đẹp đẽ gì nữa, mà đang ở bên ngoài kê tay vào bức tường. Nhìn thấy mấy người da trắng chạy ra, bà van xin như là đang phạm tội. Bác sĩ nói không, cái người bên trong là dì của bà, chồng của tôi. Ngày nào bà cũng tới đây à? Vâng, bởi vì cơn bệnh của ổng tới mức truyền nhiễm cao độ, không cho gặp mặt. Vào thời đó, bây giờ thì không đến nỗi không cho gặp mặt, cho nên hai đứa tôi bàn nhau để chứng tỏ rằng ngày nào ổng còn gõ được cái gậy là ổng còn sống, thì tôi phải ở bên ngoài để nhận ra tiếng gõ đó, để thấy mình chưa cô đơn. Tình yêu. Và chính vì cứ mấy phút như vậy mà ông mới có niềm vui để sống. Câu chuyện này, câu chuyện thứ ba ở Sydney, gốc người Việt Nam mình. Một cụ ông đi thăm cụ bà ở nhà hưu nursing home. Bà hoàn toàn điếc, mất trí nhớ nữa. Mà ông ấy đi cứ sợ trễ giờ, nhắc con cái phải nhắc ông ấy đi. Ngày nào sáng cũng phải đi đến đó để 8 giờ rưỡi điểm tâm với bà. Bà chả nhớ gì. Một hôm giống như bị trễ xe, hụt một chuyến xe lửa ông đến kịp. Ông rất hối hận, và bạn bè khuyên nói bà đâu có nhớ. Ông nói một câu: dù bà ấy không nhớ và không nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn nhớ và nhận ra bà ấy. Tôi đâu cần gì bà phải nhận ra tôi thì tôi mới yêu thương bà. Tình yêu không cần đáp lại mới gọi là tình yêu vô điều kiện. Chúng ta thấy ngày hôm nay gương mặt của gia đình đã bị lung lay tận gốc rễ. Khi mà thế giới hưởng thụ văn minh tiến bộ nhưng rất thác loạn,
người ta bôi nhỏ cái mặt gia đình đi, không cần phải hôn phối nữa, cứ thích thì sống, không hợp thì bỏ, khỏi có giấy tờ liên quan. Và theo cái chủ nghĩa mì ăn liền, cần thì lấy, không cần thì bỏ. Rồi theo cái chủ thuyết hiện sinh của Jean-Paul Sartre, rồi theo cái cá nhân chủ nghĩa mỗi ngày một ích kỷ, mỗi cao, người ta đã làm cho hình ảnh gia đình xấu đi. Tuy nhiên, dưới con mắt Chúa Giê-xu, tôi tin rằng gia đình vẫn vĩnh cửu. Nói gì nói, gia đình vẫn là cái cộng đoàn, nơi đó người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Có nơi nào để thực tập yêu thương cho bằng gia đình? Rồi nói đến giáo hội, mấy năm nay liên tiếp trong vòng 20 năm nay, bao nhiêu vụ tấn công của báo chí về vấn đề lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ, đó là một chuyện buồn, một vết nhơ, vì con người ai cũng có tội lỗi. Nhưng nhà báo xé nhỏ ra to, phóng đại lên, và những chuyện oan thì không bao giờ đính chính. Ví dụ ở ngay Tây Úc mình, ở nước Úc mình, ngay Tây Úc tôi biết cha Richard Doyle là oan hoàn toàn. Và khi tòa án và cảnh sát nói ông trắng không có guilty thì báo không đăng một lời. Trong khi đó 2 năm trước báo đăng hết trang này đến trang khác, nói rằng một ông linh mục đạo đức của giáo hội công giáo của Tây Úc đã lợi dụng tình dục trẻ con 22 năm trước. Nhưng khi người ta tìm ra và thấy oan là bị vu cáo như vậy, không đăng một lời. Và rõ ràng nhất là Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney và Đức Hồng Y của nước Úc, tố cáo Ngài lạm dụng tình dục lúc còn ở Melbourne. Ngài lập tức xuống chức để cho cảnh sát dễ điều tra. Không đầy 2 tháng sau, cái người được người ta thuê tiền để đi ra cảnh sát nói câu đó đến gặp Ngài xin tha. Ngài nói cái điều đó với cảnh sát: tôi tha là vì cái người đó đã rút lại lời tố cáo, là vì danh dự của người đó tôi đã tha, tôi không tố cáo. Ông bà anh chị em biết báo chí đính chính bằng 2 ngón tay tôi nè, tôi có cắt rán bằng nhiêu đây thôi nè, là cái vụ đó oan. Mà trong khi đăng liên tiếp mấy tuần ở ngay trang đầu, đầy một trang đầu. Chúng ta nhìn thấy như vậy để nói rằng bộ mặt của giáo hội có thể bị bôi nhọ. Do cá nhân tôi không hoàn toàn, do cá nhân của linh mục khác, của một nữ tu nào đó, của một thầy dòng nào đó, làm cho mặt của Chúa không đẹp. Nhưng giáo hội mãi mãi vẫn là nơi mà mọi người yêu thương nhau, để rồi người khác nhìn vào đó biết, à, đây là môn đệ của ông Giê-xu. Dù giáo hội đó vẫn chưa tinh tuyền như con chiên là Chúa Giê-xu, nhưng thương nhau là thương làm sao? Xin nói, trong tờ Tin Yêu tôi viết rất rõ, tôi dựa trên những suy nghĩ của nhiều người, tôi tóm lại: hãy bắt chước Chúa. Chúa nói hãy thương yêu nhau như Thầy thương yêu các con. Chúa Giê-xu thương yêu mình, không phải Chúa mưu toan cho mình, Chúa tính toán cho mình có được một căn nhà đẹp, có được bằng cấp cao, địa vị và tiền lương dồi dào. Không bao giờ. Mà Chúa chỉ toan tính thế nào với hết lòng dạ của Ngài rằng mình sẽ được cứu rỗi. Và như vậy thì vợ chồng thương nhau thì mưu toan cái gì cho nhau, thì lo toan cái gì cho nhau? Cái ưu tiên số 1 là mình được cứu rỗi một mình chăng? Đâu vui. Hay là hai vợ chồng dắt nhau về thiên đàng, con cái đi đâu? Tôi dùng chữ về thiên đàng là tôi đã phàm tục hóa, có nghĩa là hai người hạnh phúc thật, nhưng rồi những người thân yêu, những giọt máu của mình đi đâu? Đó là điều đáng suy nghĩ.
một cha chánh xứ lo cho giáo dân, không phải lo về việc chuyện vật chất, mà hằng ngày phải cầu xin cho giáo dân mình được cứu độ. Mỗi ngày đức tin họ trưởng thành hơn, đức mến của họ được không phải vì tình cảm nữa, mà là vì yêu mến thật lòng. Và quý ông bà cứ đem cái đó áp dụng trong đời gia đình. Nhìn người chồng, người vợ, nhìn người con, người cháu của mình, xin hãy muốn một điều thôi, xin Chúa cho con biết đặt ưu tiên là vấn đề cứu rỗi của người này, người này, người này. Bao lâu mình chưa làm được điều đó, chưa yêu thương giống như Chúa Giêsu yêu. Đó rất rõ ràng, xin quý ông bà suy nghĩ. Rồi có người nói đùa với tôi mới chiều này. Tôi hỏi, vậy thì ông chết lên chiến đàng, vợ lên theo có vui không? Ông nói, trời trời, cả một đời rồi bây giờ còn bà ấy lên đó nữa à? Ông cũng nói đùa thôi. Qua điện thoại tôi nghe sau đó rồi cười khúc khích, là chắc bà ấy đứng sau lưng bà nhéo cho. Nhưng mà rõ ràng người ta có câu đố đó, người phụ nữ chết chồng thì gọi là quả phụ hay là quá phụ, người đàn ông ai biết rồi, khoan nói, người đàn ông chết vợ thì gọi là quá phu à? Nhiều ông lên tiếng liền trong giới giang hồ nói đàn ông chết vợ là quá đã. Cũng quá vậy, nói chơi thôi. Trong ngày này xin cầu cho gia đình, bởi vì gia đình có đạo đức hạnh phúc thì cộng đoàn mới đạo đức hạnh phúc, và giáo hội mới đạo đức và hạnh phúc. Tôi tin nó đi một giây với nhau. Xin Chúa ban cho từng ông bà anh chị hiểu điều ưu tiên Chúa muốn mình giữ giới răn mới của Ngài là yêu thương, bằng cách hết sức mình đặt ưu tiên cho sự cứu rỗi của người mình thương. Tôi nói đặt ưu tiên chứ không phải đem hết cái cách ra để hù dọa, rất nhiều cách để cảm hóa, rất nhiều cách xuất phát từ trái tim hơn là bằng lời nói và hình phạt. Cho nên xin dâng thánh lễ này cầu nguyện cho nhau, để chúng ta hiểu phần sự của chúng ta ở đó, và tình yêu nó vĩnh cửu nằm ở đó. Chứ không phải khi tôi yêu thì tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia theo ý riêng tôi. Tôi mưu toan những chuyện vật chất mà tôi quên mất chuyện ưu tiên chính là sự cứu rỗi đời đời của người mà mình thương yêu.